Mẹ làm bánh xèo tổ chức sinh nhật cho hai chị em tối hôm nay. Gia đình nhà Khương Quốc Anh ăn bánh xèo trong thời em Covid-19 nè các bạn ơi. Bản ngắn full live stream. Trên nền nhạc sơ động của ca khúc Thành Kỳ của nữ ca sĩ không có quá nhiều người dù họ sẽ họ. Rồi hôm nay làm bánh xèo nè. Hai chị em Quốc Anh sinh nhật đều vào tháng 7 nhá. Trong khu phong tỏa mẹ chẳng mua được gì cả, mua được mỗi bánh xèo này thôi. Chúc hai con ăn ngon miệng nha. Chúc hai chị em sinh nhật vui vẻ nha. Giờ chỉ thèm ăn rau thôi. Đây là sinh nhật đặc biệt nha, bởi vì không có bánh kem mà là ăn bánh xèo, có gì ăn đấy thôi. Rồi thế mình ăn nhá cô anh nhá. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.